xin chào ông bà cô chú và các bạn đã trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì xuân về Tết đến, Như cũng xin cầu chúc cho tất cả các ông bà cô chú, anh chị em trong nước và ngoài nước luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn thì phát tài, công việc thì luôn luôn hanh thông, mọi chuyện được suôn sẻ, nhất là tất cả anh chị em, ông bà cô chú mình á, là sức khỏe thì lúc nào cũng dồi dào nha, làm ăn thì phát tài phát đạt, mằng đâu được đó, cầu được thì ước thấy nha. Giờ thì Như cũng đi chợ Tết, hôm nay là ngày 30, Như có hẹn với lại hai đứa em với Như, với lại là mẹ chồng của Như để đi chợ Tết ở Năm Căn á cả nhà. Thì sẵn đây chúng cho Như khoe một chút luôn nha. Đây cả nhà ơi, Như đã trang trí xong khoảng 90% rồi cả nhà, nhưng mà Như chưa có che được cái lá ở trên nóc á, nên tạm thời là Như sẽ làm cái miếng che màu xanh này để cho mát, với lại là đừng có bị lá cây rớt xuống. Thì đây cả nhà thấy không, Như tự tay trang trí nè. Bên chữ hàng bên kia sẽ là chúc mừng năm mới, còn bên đây sẽ là phát tài, phát tài. Như đặt là phát tài phát lộc với cả nhà, nhưng mà không hiểu sao là cái chị gửi cho Như cái miếng giấy này nè là phát tài phát tài. Thì cũng ok, năm nay mình cứ phát tài và phát tài thôi cả nhà ơi. Đây còn đây là chữ Tết nè, Như tự tay mình trang trí, cả nhà thấy có đẹp không ạ? Lần đầu tiên mà Như làm những cái kiểu như thế vậy thế này nè cả nhà. Cũng hồi hộp lắm, đi ra không biết là có đẹp hay không. Ông bà cô chú mà có xem video này nhớ cho Như một cái comment nha. Lần đầu tiên làm thì thấy nó cũng ổn ổn thôi chứ chưa gọi là đẹp lắm hết cả nhà. Còn đây là ba cái nơm mà video trước thì Như cũng có giới thiệu rồi nè. Đó, ba cái luôn nha. Như mua 6 cái nhưng mà trục chặt là chỉ gửi về được có 3 cái thôi, Như làm tạm. Đó thì dàn chén thì hôm nay thì Như cũng làm tạm tạm rồi nè. Son nồi thì chưa có đóng lên hết nha cả nhà. Đây là gian bếp của Như. Đó. Rồi bây giờ khoe sơ sơ với cả nhà. Còn đây à, quên nữa, đây là cây mai, nhưng mà nó trễ quá cả nhà ơi, nó chỉ ra được có một chút thôi. Dàn bông này là gần nhà Như có cái anh chị á, có anh chị là trồng hoa nên Như mua Như ủng hộ. Đây cả nhà thấy không? Cây này là cây đuôi phụng hay gì đúng không anh? Chắc chị quá anh quên. Cả nhà ơi, cả nhà có biết cây này là cây gì không ạ? À? Như thấy đẹp lắm luôn, anh chị có nói tên nhưng mà Như quên này. Đây, anh chị tự tay săn sóc đó nha. Mấy tháng trời mới được ra những cái chậu bông mà đẹp như thế này. Thì Như đi qua, Như thấy thì Như mua, Như ủng hộ anh chị. Đây, thế này cả nhà. Rất là nhiều chậu luôn. Như mua là tới 8 chậu lần cả nhà. Đó, thì thôi bây giờ mình cùng cả nhà cùng Như đi chợ nha. Chợ Năm Căn thì hôm nay là không biết là có nhộn nhịp như những năm trước hay không, thì cả nhà đi theo chân của Như để xem là chợ mình như thế nào nha. Để em lấy cái ba lô rồi mình đi luôn nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi. À, Như đi là Như đi bằng giỏ nha, chứ không phải là đi bằng xe. Như sẽ đi qua bên kia xong, mà hôm nay là nước ròng sát khô luôn cả nhà. Đó, nếu như tầm mà khoảng nửa tiếng nữa mình không đi là không đi được luôn nha. Mình phải đi tranh thủ thời gian, Tết là phải đi sớm mới được. Chắc này 9 giờ mà nước nó như vậy nè. Đó, 9 giờ mà nước như vậy đó cả nhà. Giỡn lắm mấy lên. Nửa tiếng nữa mà không đi được là kể như xong nha. Anh khóa cửa hết chưa? Thank you.
sớm, muốn đi đâu là phải tranh thủ chứ không là không đi được nha. Phía trước á, cả nhà thấy không, chỗ đậu giữa đông đông là chỗ mà như để xe đó. Đường đi thì di chuyển cũng hơi khó khăn nên là bạn bè mà thường hay xuống chơi á thì Như sẽ dẫn lại nhà mẹ đi chơi thường. Như thì cũng hai cũng như một thôi. Vô nhà Như thì cái đường di chuyển nó rất là khó khăn và đi đứng cũng rất là mệt luôn. Ví dụ như mình muốn đi đâu á là mình phải lệ thuộc nước lọc và nước lớn, mình phải qua sông nữa cả nhà. Ở phía trước thì cũng có tất cả anh chị mà có khách về quê á thăm nhà. Trời, ăn tới mà cái ly luôn hả? Ly gì? Ly uống bia hay ly uống rượu? Ăn nhỏ xíu không? Mua đồ quá, dữ ta. Quá trời chợ nó cứng ngắc luôn rồi, như cái nó hát. Ừ, trời đất ghê lắm. Đi xuống gì hả? Cầu đó dễ đi xuống đó. Năm căn hả? Năm căn cái nước kia mày thấy khủng khiếp. Hồi nãy chị hai đi cái nước chợ năm cái nước hay năm căn? Đi cả gắn. Từ cái nước về luôn á. Gì hả? Dạ. Tết qua nhà em chơi anh chị ơi. Qua bển trước luôn. Dạ. Đây, cả nhà thấy xe mai không? Trời ơi, mai nó to đùng luôn cả nhà. Đây. Đây. Có để qua Tết có mùa không? Ba cây rất là to luôn. Cỡ mùng 3 chị lấy đó. Cây này chắc cỡ trên 3 thước, tận cỡ 4 thước. Cỡ 4 thước. Thank you.
nè, rồi giữ tài nè, rồi vẽ rất là đẹp luôn nha. Nhưng mà không thấy là đẹp để đi chân chân là bạn đó, chân cúng rồi chân luôn. Mà hầm nay là chưa đi chợ chung với lại em của Như nha, nắng quá nên chị em cái cây của ngấy lạc kèo. Chị quên tên. Ủa, chị cũng là người mua luôn hả? Em không biết ai bán luôn, chắc chủ đang ngủ quá. Chủ mà xăng. Mình đi kiếm chủ mình hỏi coi. Hình như là cây kim năng lượng. Dạ. Kim năng lượng. À đúng rồi, kim năng lượng. Ở nhà chỉ có một cây nè. Nhưng mà hôm bữa mua về cháu chị nó bật trái hết. Chủ ra ngoài trước chắc bán gì ngoài trước rồi. Anh có bao nhiêu cái chậu này rất là đẹp. Một cây. Cô ba muốn kêu mình là cái gì? Em ngồi thứ cây như mình chân nè em. À đúng rồi. À, đuôi phụng. Mà cây của chị to lắm, cây chị to vậy nè, cao lắm. Cái này là cây đuôi phụng. Cái này nó chưa nở nè. Cái này cả tầm mùng 10 mới chơi luôn, tới mùng 10. Bài bự hơn cái mặt có Như đó cả nhà ơi. Trời ơi, chơi chắc mỗi tay kế này đến không? Chơi chắc không dán một mỗi tay quá. Tay này chị bán đỡ không chị? Năm nay dở hơn đúng không? Bỏ này nhiêu vậy chị? Mẫu này 80, mẫu này của chị 45. Chị có mẫu 101 chị bán hết. Chị làm bộ bài thì chị chắc là... Bài gì chồng quên? Bà con mình năm nay chơi hết cái bán hơn hả? Bà kiểu mà muốn giấu, không biết giấu làm sao, sao mới lặn qua sau lưng đi giấu. À, bán cho em mấy cái miếng dán bưởi, dán dưa hấu thôi. Tháo ra dán luôn ấy. Có tháo ra dán không chị hay là dán bằng hồ? Có loại hồ, cái loại cái này 4 ngàn. Cái này đúng không ạ? Một túi như bao nhiêu trái? Một túi nó 10 cái mà bây giờ mình phải đếm mình xài bao nhiêu cả. À, mấy túi ba mấy cái ta? Nãy chị thấy mẹ mua 3 rồi nè. 2 của chị là 5. Chị làm chục đi. À, chị đi kiếm 10 đi. Đi đâu? À,
chị. Idol của cà chua. Idol, idol, bạn là thích idol, có idol. Đây thế nào, bê tê rồi. Bắt đầu lì xì là phải tâm lý. Chị ở đâu bán ở đây hay chị ở đây hay là ở đây? À, ở 500 mình ha. Buồn chán mà chị hấu tiền vô như nước. Dạ em ở đây luôn. Em ở Nhung Nguyên. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Chị bán đắt nha. Bánh tét rồi, chị lấy 140. Bánh tét loại nào cháy? Chị đậu. Chị đậu còn đậu thịt coi gọi tí ơi. 120 cái đậu chơi. Con ngay, dạ. Con ngay em đậu. Hả? Chả lụa chả lạnh. Ờ, chả lụa chả lạnh. Đây chả lụa chả lạnh đây đây coi. Đậu chai còn nhiêu? Còn chai 40 chứ. Đậu chai đậu thịt ba ngồi. Tại ngày thường em vẫn có nhưng mà hết còn 40 đậu rồi, còn chuối 40. Chuối 120 đi ăn luôn đi. Cháy ơi, chuối 40. Hả? Chuối 40 nè. Chị có ăn ngon luôn em hết. Ừ. Thường ngày mua bốn cục hết ăn sao có chả lụa chai không? Chả lụa chai bên đó nữa con. Dạ dạ em cảm ơn. Lấy hai đồ này. À, ngoài chả lụa mình còn cái chả gì nữa hả? Ba tê con. Ba tê một ký bao nhiêu chế? Cũng bằng giá 140. À, lấy hai đồ luôn chế. Hai đồ này đi đúng rồi. Cho em xin cái bọc hơi bự tí để bỏ vô. Bánh tét bánh hồng thì không? Dạ không, bánh tét thì nhà em gói thì. Dạ. Bánh hồng thì nhà em có chén rồi. Ủa em ở đâu? Em ở nhà dưới cũng đi chỗ cũ nhưng mà ít đi chợ. Dạ. Ở nước Sài Gòn. À, một năm về có một lần mà có khi hai năm rồi mới về hả cô ba? Năm nay Tết này nó không ba. Rồi, chúc anh Tết vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn. Chúc chế bán đắt nha. Bánh mình trước rồi cô. Cô lấy cái nào ạ? À? Keo nhiêu? Cô ơi, keo nhiêu cô? Cái này bột đậu chắc là nhà quá. Còn con lấy cái mấy keo gì? Nhiều quá vậy là trời ơi, được có 5.000 đi. Cô ơi, bột đậu này ăn chay được không? Ừ, được, mình không muốn. Mà nước xanh. Mà nước xanh thì nói chuyện đi đưa mà bắt đầu cái đó không biết. Ba bỏ ở đây đây nè. Con mấy keo. Ủa không có keo nhỏ hay gì cho ba lớn hay không hả? Chưa. Mấy quá mọi người ơi. Cả nhà ơi, cô đã bán quán chay là tên là Diệu Mai. Cô Diệu Mai bán quán đồ ăn chay rất là ngon nha. Mọi người có đi ngang Canh Canh thì ghé ủng hộ cô nha. Đấy, các bạn của cô kìa. Cô có bán số điện thoại luôn. 0816 616 201. Có gì mọi người đi ngang đây thì ghé cô nha. Ở Canh Canh thì có tiệm chay của cô rất là ngon. Đi
Cái vị này nhớ hồi đó đi học á. Hồi thời đi học còn uống cái này nè. Bịch có 500 đồng nữa. Vô mấy năm trước đặt cái thùng lại đúng không? Còn mấy cái mối gì rồi? Còn cả đó hả? Cả ăn cả rồi chơi. Ok. Nhậu. Nhậu với chơi gì? Sáng 10.000 cơ. Sáng 10.000 hả? À, là 100 đúng không? Dạ đúng. Cuốn luộc, kẹo chuối, kẹo dừa, bánh. Quay nữa, quay bộ ông để tôi với tôi nữa. Mấy người kia nói sao trời ơi. Cuốn luộc, kẹo chuối, kẹo dừa, bánh xe cô bác ơi. Cái gì 60 giây gì đó, trời ơi, ai cũng hỏi qua trường cũng chết luôn. Cuốn luộc, kẹo chuối, kẹo dừa, bánh xe cô bác ơi. Bắp tiếp luộc, bắp mỹ luộc, bắp tiếp sống, bắp mỹ sống, cuốn luộc, kẹo chuối, kẹo dừa, bánh xe cô bác ơi. Cháy ơi, cháy. Bắp mỹ luộc, bắp tiêm sống, bắp mỹ sống, bắp này, bắp luộc, ở trong này là nếp hay là bắp nếp, 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 bắp tiêm sống, bắp mỹ sống, bắp tiêm sống, bắp mỹ sống, ăn nếp hay là ăn mỹ, kẹo chuối, kẹo dừa, bánh xe, bánh ơi, bắp tiêm luộc, bắp mỹ luộc, bắp tiêm sống, bắp mỹ sống, hai cái là cái này bắp tiêm luộc, bắp mỹ luộc, bắp tiêm sống, bắp mỹ sống, củ luộc, kẹo chuối, kẹo dừa, bánh xe. Nói vậy mà nhớ hay dữ vậy ta. À, em nó xem video á. Ủa ê, vậy hả? Xem video là đợt mà chị tặng tụi em gửi cuốn đó. À, đây là em ở Sài Gòn về. Bây giờ lấy cải xanh ký nhiêu ạ? À, cải xanh rẻ 25. Rồi. Đâu muốn rồi đúng không? Dạ có. Cái đó là tươi nhất rồi đó. Đó tươi đi em. Đẹp lắm em, tại vì rau này rau khô quá, để khô ăn. Rau muốn cái nhiêu chị? Một cái giá tiền luôn. Này nó hơi nhéo nhéo, bỏ ra để nó lay. Cái đó mặn gì? Rồi, thoải mái. Cái này một ký bao nhiêu chị? 35.000 ở đây cũng rẻ em ơi. Ờ, em lấy bọc đó đi, 5 ký mấy tính 5 ký thôi. Không, em mua ít à, nhúng cái ít à, chứ em không mua nhiều. Đúng rồi anh. Cái đó là em tạo cơm rất là ngọt. Mua cái này về xào ăn. Chị thiếu có sắp ba. Chị thiếu không có này, thiếu không biết cái này. Ừ. Này thì mình có một phần chua hả? Có chua chứ, em có chua luôn. Có chua luôn hả? Anh đủ chưa? Đúng rồi, dùng mình đây rồi nhóc. Leo sống ký nhiều chứ ơi. Ngon mà vừa giòn nữa, rau nhúc giòn lắm. Vậy là mua mình làm thử đi. Sài Gòn làm cho Cà Mau ăn. Chị ơi, mua
Đây anh xách bọc không? Đây anh xách bọc không? Nhiều quá à, không biết mua gì không mọi người. Cái symbol này, cái này là ở nhà Hân cũng có xài được. Rồi sữa tắm. Sữa tắm đâu chị? Sữa tắm thì xích vô đây. Rồi với mẹ ăn tiên là hà bà nội tiên gì không ạ? Mẹ ăn tiên là 100 đó. Chắc bà này là sữa tắm nè. Đây. Em đây. Vô bắt bọc. Đi nhiều gọi chứ gọi hổm đâu rồi gái. Vô đó. Thổi mùi được không ta? Cưng mở ra, mở ra đi. Đúng rồi. Được hả? Được. Mở ra không được. Cái gì chậm này chứ? Bao nhiêu tiền? Cái này cho nó chắc. Mùi phấn. Cái này 55.000 đỡ đi. Rồi tính tiền à. Vaseline dưỡng môi. Hai này em bán này hả con? Cái này 50.000 nè. Cái này 95.000, 145. Chai sữa dê chung này như vậy? 245. Bán mỹ phẩm mà có cả tôm khô luôn nè. Cái này nó 50, còn cái mua cái này không là nó 30. Cái này là nó 50. Cái này cái mua một cái này thì nó 30. Bó này á là nó bằng giá nha, 30 chân, nhưng mà cái mua một bó thì 30, mà hai bó vậy là nó 50. Đó, cái này với này cũng 50. Người đẹp mua gì vậy? Ê, cúc lưới này mua đâu vậy? Em mua bó nhiêu vậy? Vậy chút cái này đó chứ nhiêu? Bó này này thanh liễu đẹp quá vậy, bó nhiêu? 150.000 hả? 150.000 hai bó 150 hả? Một bó 150 chân hai tháng rồi á, không tàn. Ủa vậy sao? Nó thơm lắm nè. Thơm quá hả? Em biết rồi, em trả nên mẹ mang em chân hoài. Bye bye nha. Lại mẹ cúng lên đây hai ba dĩa gì đem không biết nữa. Hai trái thanh long ấy. Mấy dĩa của bà muốn mua mấy dĩa? Cúng bà nội nè. Cúng thần tài. Đâu? Là nãy mình nó hai dĩa. Cái
ba quả này mua dùm cho cái nào. Mà chị thích nhất là đổ rái vô xong quay xì gô đổ vô á. Đẹp ha. Thôi coi nè, coi nè. Chứ mà bỏ xì gô vô nhìn nó không được. Cam dâu bạc hà xong dứa không? À, cam một ly. Rồi tao uống cái gì? Để đổ xì gô lên rồi. Rồi. Dâu. Còn à, em là xăm dứa. Ôi màu đẹp ha. Nhìn hấp dẫn chưa? Xì gô này là xì gô nhìn cũng chất lượng á. Tiền sò đúng không ạ? Ở đây là mình bán một ly bao nhiêu chén? Này con xin là muốn cắt luôn được sữa. Rồi. Dạ. Em đã đủ béo rồi. Rồi Hiếu không đi là cái đó nhìn ở nhà rất là buồn luôn. Mà này sao mua gì cho Hiếu được hả ta? Mua gì nhà ta? Để chụp hình gửi. Gửi cho đỡ thêm không? Mời mọi người nha, uống xăm dứa như quay về tuổi thơ. Cái này mà phải ngồi trong cái chòi lá đó nha, rồi bao gì là ghê luôn, đúng hệ luôn. Nắng hết ăn nổi vậy hả? Rồi cái muỗng màu xanh hấp dẫn quá mọi người ơi. Cái đó cái gì mà tím ngắt vậy cô? Cái này là màu mơ quá cưng. Nhưng mà nó không có chua như cái đó cưng. Tại vì cái mấy cái cam dâu bạc hà xăm dứa thì hay nấu ở nhà, chứ nấu ở nhà. Còn cái này thì chứ không có nấu. Cho nên nó không có phải. Lạc quá, xin miếng xì gô nữa đi cô. Miếng xì gô đầy ly luôn. Cái màu nó bắt teo mọi người ơi. Đẹp cái này. Lâu lắm rồi mới uống được cái ly này. Vô. Đứng kế cái xe này là ngay luôn rồi nè cả nhà. Lâu lắm rồi mới thấy cái hộp này nè. Hồi nhỏ là chuyên gia luôn. Không mà bây giờ cô cũng lo tập một cái mới rồi. Chưa mình đâu có mấy cái này đâu. Đẩy xe này bữa nay nó học sinh khác rồi. Chứ không lấy đồ, chứ chuẩn bị cái xe này nó hết rồi đó.
Đi chợ xong một hồi thì hai chị em Như ghé vô quán bún riêu kiếm bún nước lèo, nhưng mà bây giờ thì không có ai bán hết trơn á, nên ăn tạm bún riêu nha cả nhà. Cái này là nước mắm guốc mà xào rồi đó cô bà, xào chín luôn á. Ủa trời ơi, ớt xay. Cái hũ ớt này ngon nha. Rất nhiều cái mới ngon. Nhìn hấp dẫn hơn rồi hả? Miên ớt luôn anh tỏ chị. Chị miên ớt luôn đi. Xay cho mới ngon. Hai chị em hôm nay là đi ăn có hai mình. Caramel có Như là đồ nhiều quá chở về nhà bớt rồi. Mà cả nhà để nước miếng rồi. Thôi, cái video này là cái video thứ hai em với chị hai đi mua đồ mà ăn bún riêu. Đúng rồi. Chứ trước là mình ở Đầm Dơi. Đầm Dơi, chợ Đầm Dơi. Ở đây là được có cái là mắm guốc xào sẵn ăn rất là ngon mà. Ngon ngon. Cái vị cũng tao nói như trước. Về đây chỉ có ở đây là cái vị nó quê mình thôi. Hiểu không? Ở đây là niêm là sẽ na ná như nhau vậy đó. Sao ngon không? Ngon. Không biết tả sao nữa. Nhưng mà cái vị ở đây nó khác chứ ở trên Sài Gòn ăn. Cô ba ăn ở đây quen rồi, nếu mà đi những cái tỉnh khác á, ăn sẽ khác cái vị của mình. Lúc mà em mới đi Sài Gòn á, là em nhớ mấy cái vị này lắm luôn. Tại vì chảnh không có, nhớ thèm lắm luôn á, thèm lắm luôn, chỉ có về đây là mới ăn được. Nấu không giống. Đúng rồi. Lên chảnh chị ăn phở hay là ăn hủ tiếu hay là ăn bún riêu hay là ở chảnh là cái vị nó sẽ khác của mình. Ở dưới mình á, niêm nó sẽ cái vị mặn mặn, ngọt ngọt, dừa. Còn ở chảnh nó sẽ thiên về hơi ngọt một tí. Đúng rồi. Cục đó mà chấm với lại mắm guốc nữa ha. Mấy vậy? Sao sao? Ở trong này có xả không? Sao xào có xả? Ngon. Ăn nó không vừa ăn luôn ha. Ở đây là nó sẽ có cái vị là mắm guốc nó không có bị mặn hét. Đúng rồi. Mình đem ra cái mình ăn chỉ cần miếng tắt thôi. Chứ còn ví dụ như mình mà ăn mắm guốc sẵn đó, nó sẽ bị mặn nhiều. Mình phải nêm đường. Ở đây là xào vừa ăn luôn. Ngon ha. Cả nhà ơi, giờ hai chị em của Như đã ăn xong. Nên thôi Như cũng xin kết thúc clip luôn nha. Như cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Thì năm hết Tết đến, Như cũng xin kính chúc ông bà cô chú, tất cả anh chị em trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và làm ăn thì phát tài phát đạt, cảm sự như ý. Rồi thôi Như xin chào và hẹn cả nhà vào video tiếp theo, lúc giờ là 7 giờ sáng hàng ngày nha. Bye bye.